Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều chương 5 bài 3 phần bài tập tiếp theo. Trong video hôm nay các em sang bài tập số 4. Cho tam giác ABC cân tại A có hai đường phân giác BE và CK. Chứng minh tứ giác BKEC là hình thang cân. Rồi trước hết là chúng ta vẽ hình. Cho tam giác ABC cân tại A. Cân tại A có nghĩa là hai cạnh bên AB bằng AC và hai góc đáy góc B bằng góc C. Có hai đường phân giác BE và CK. BE là đường phân giác, có nghĩa là BE nó chia góc B này thành hai góc bằng nhau. CK là đường phân giác, có nghĩa là CK nó chia góc C này thành hai góc bằng nhau. Do tam giác ABC nó cân tại A, cho nên góc B bằng góc C. Ta suy ra cái bốn góc này nó bằng nhau. Bốn góc này nó bằng nhau, cho nên thầy giáo ký hiệu nó giống nhau. Chứng minh tứ giác BKEC là hình thang cân. Rồi để thuận tiện thì thầy giáo ký hiệu các góc này là góc B1, B2, C1, C2. Rồi, để chứng minh tứ giác BKEC là hình thang cân thì trước hết là các em phải chứng minh cho cái tứ giác này nó là hình thang đã. Để chứng minh một tứ giác là hình thang thì chúng ta phải chứng minh tứ giác đó có một cặp cạnh đối song song. Tức là chúng ta phải chứng minh KE song song với BC. Sau khi đã chứng minh cái tứ giác này là hình thang rồi, để chứng minh một tứ giác là hình thang cân thì chúng ta chứng minh theo một trong ba cách sau. Cách 1 là chúng ta chứng minh hình thang đó có hai góc cùng kề với một đáy bằng nhau. Cách 2 là hình thang đó có hai đường chéo bằng nhau. Cách 3 là hình thang đó có hai cạnh bên bằng nhau. Rồi trước hết là chúng ta sẽ chứng minh tứ giác BKEC là hình thang trước đã. Tức là chúng ta chứng minh cho KE song song với BC. Để chứng minh KE song song với BC thì chúng ta chứng minh cho hai góc màu tím này nó bằng nhau. Hai góc màu tím này bằng nhau mà chúng ở vị trí đồng vị, cho nên KE song song với BC là điều hiển nhiên. Để chứng minh cho hai góc màu tím này nó bằng nhau thì chúng ta chứng minh theo cách nào? À, chúng ta phải chứng minh cho tam giác AKE nó là tam giác cân. Được chưa? AKE là tam giác cân đỉnh A. ABC cũng là tam giác cân đỉnh A. Vậy ta suy ra góc K, góc E, góc B, góc C nó bằng nhau. Đúng không? Hai tam giác AKE và ABC là hai tam giác cân đỉnh A. Vậy ta suy ra bốn góc là góc K này, góc E này, góc B này, góc C này nó bằng nhau. Tức là hai góc màu tím này nó bằng nhau. Rồi để chứng minh cho tam giác AKE là tam giác cân thì các em phải chứng minh cho AK bằng AE. Để chứng minh cho AK bằng AE thì các em sẽ gắn hai cái cạnh này vào hai tam giác và chứng minh cho hai tam giác đó bằng nhau. Ta gắn AE vào tam giác màu hồng và gắn AK vào tam giác màu xanh. Trước hết là các em chứng minh cho tam giác màu hồng bằng tam giác màu xanh. Rồi, ta có góc B1 này. Nó bằng góc B2. Góc B1 này nó bằng góc B2 và bằng 1 phần 2 góc B. Góc B1 này nó bằng một nửa góc B. Bởi vì BE là đường phân giác của tam giác ABC. Và các em chỉ cần viết tắt là BE là đường phân giác thôi. Rồi tiếp theo. Góc C1 bằng góc C2. Và nó cũng bằng một nửa góc C. Nó bằng một nửa góc C. Chúng ta giải thích vì CK là đường phân giác.
mà góc B nó bằng góc C. Góc B lớn này nó bằng góc C lớn này. Mà góc B bằng góc C. Vì tam giác ABC cân tại E. Tam giác ABC cân tại E. Góc B1 bằng 1 phần 2 góc B. Góc C1 bằng 1 phần 2 góc C. Mà góc B bằng góc C thì ta suy ra góc B1 bằng góc C1. Suy ra góc B1 bằng góc C1. Như vậy, tam giác màu hồng và tam giác màu tím đã có một cặp góc bằng nhau, đó là góc B1 bằng góc C1. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ xét hai tam giác. Tam giác màu hồng là tam giác ABE và tam giác màu xanh là tam giác ACK. Các em nhớ tam giác thứ nhất chúng ta đọc là ABE, tức là đọc cạnh bên của tam giác cân trước, ABE, sau đó đọc đến đường phân giác. Thì tam giác thứ hai chúng ta cũng phải đọc theo thứ tự là cạnh bên rồi đến đường phân giác, tức là chúng ta phải đọc là ACK. Xét hai tam giác ABE và ACK, ta có góc B1 bằng góc C1 chúng ta vừa chỉ ra ở phần trên. Cạnh AB bằng cạnh AC. AB bằng AC vì tam giác ABC cân tại A cho nên hai cạnh bên bằng nhau. Góc A là góc chung của hai tam giác. Góc A là góc chung. Nếu hai góc và một cạnh xen giữa của tam giác này lần lượt bằng hai góc và một cạnh xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Được chưa? Ta suy ra hai cái tam giác này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Suy ra tam giác ABE bằng tam giác ACK theo trường hợp là góc cạnh góc. Hai tam giác bằng nhau thì chúng ta suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau là cạnh AE bằng cạnh AK. AE bằng AK. AE bằng AK, chúng ta giải thích là hai cạnh tương ứng. Do đó tam giác AKE cân tại E. Được chưa? Cân tại E. Tam giác AKE cân tại E thì chúng ta suy ra hai góc ở đáy bằng nhau. Tức là góc K bằng góc E. Góc K bằng góc E. Góc K bằng góc E. Như vậy ta suy ra góc A cộng với 2 lần góc K. Cộng với 2 lần góc K. Tức là cộng với 2 lần góc AKE bằng 180 độ. Có đúng là tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180 độ. Tức là góc A cộng góc K cộng góc E bằng 180 độ. Mà góc K bằng góc E thì ta có góc A cộng với 2 lần góc K. Tức là cộng với 2 lần góc AKE bằng 180 độ. Từ đây chúng ta suy ra góc AKE bằng 180 độ trừ đi góc A chia cho 2. Được chưa? Góc AKE này bằng 180 độ trừ đi góc A chia cho 2. Tương tự, chúng ta cũng có góc B bằng 180 độ trừ đi góc A chia cho 2. Góc B bằng 180 độ trừ đi góc A chia cho 2. Lý do tam giác ABC cân tại E. Tam giác ABC cân tại E. Cho nên góc A cộng với 2 lần góc B bằng 180 độ. Và suy ra góc B bằng 180 độ trừ đi góc A chia cho 2. Rồi, hai cái góc này đều bằng 180 độ trừ đi góc A chia cho 2 thì chứng tỏ hai cái góc này nó bằng nhau. Ta suy ra góc AKE bằng góc B. Ta suy ra góc AKE bằng góc B. Góc AKE bằng góc B. Tức là hai góc màu tím này bằng nhau. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Mà hai góc này nó ở vị trí đồng vị. Cho nên ta suy ra KE song song với BC. KE song song với BC thì chứng tỏ BKEC là hình thang.
Bây giờ để chứng minh nó cân thì chúng ta phải chỉ ra hình thang này có hai góc cùng kề với một đáy bằng nhau. Mặt khác ta có góc ABC, góc ABC này bằng góc ACB, bằng góc ACB. Vì tam giác ABC nó cân tại A cho nên góc B này nó bằng góc C này. Mà góc B và góc C là hai góc cùng kề với một đáy BC của hình thang. Vậy tứ giác BKEC là hình thang cân. Được chưa? Tứ giác BKEC có KE song song với BC và góc B bằng góc C. Vậy cái tứ giác này là hình thang cân. Rồi, như vậy là bài học hôm nay là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.